Du lịch là nền tảng quan trọng của nền kinh tế Maroc khi nó đóng góp đến 10% GDP mỗi năm. Bên cạnh du lịch, các dịch vụ sức khỏe bao gồm spa và các liệu pháp chữa bệnh đã nhanh chóng được mở rộng tại đây. Nhằm đáp ứng du lịch ngày một gia tăng trên phạm vi toàn thế giới, các địa điểm du lịch có tiếng luôn ở Maroc đã có những cách làm mới lạ và độc đáo. Và hình thức du lịch kết hợp với chữa bệnh bằng cách là chôn mình ở dưới cát nóng đang dần trở thành dịch vụ đặc trưng ở khu vực Mexico. Với những người đàn ông này, chôn mình trong cát mới là điểm thú vị khi họ đi du lịch. Họ đang ở đây tại sa mạc Sahara để trải nghiệm liệu pháp chữa bệnh bằng cát. Chỉ cần nằm trên cát nóng 10 phút, nó sẽ giúp họ loại bỏ độc tố trong cơ thể, điều trị một số chứng rối loạn trên da và đồng thời có thể chữa được một số bệnh như thấp khớp hay đau lưng nhiều người khuyên tôi nên đến đây vì không khí rất trong lành thậm chí nhiệt độ ở đây cũng tốt cho sức khỏe và tất cả các cơn đau khác mà chúng tôi đang phải chịu đựng tôi đến đây mỗi năm để điều trị căn bệnh thấp khớp ơn chúa là đã có tiến triển khá tốt nằm trên bờ biển với những cồn cát khu vực xung quanh mergoga miền nam maroc từ trước đến nay đã trở thành một điểm dừng chân quan trọng của tuyến du lịch đến với quốc gia này Tuy nhiên do kinh tế phát triển ảm đạm nên những người kinh doanh du lịch tại đây đang phải tìm mọi cách để tăng cường sự hấp dẫn cho địa danh này. Và vì thế, liệu pháp chữa bệnh bằng cát đã ra đời và đúng những tháng nóng nhất trong năm, vốn không phải là mùa du lịch cao điểm ở Maroc. Đây là hình thức du lịch chữa bệnh và thời gian tốt nhất cho hoạt động này diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Mỗi một lần tắm cát tại Meroga có giá 13 đô la Mỹ. Kết thúc mỗi lần tắm, du khách được quấn mình trong khăn nóng để tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột và sau đó là quãng thời gian họ thư giãn tại những túp lều trên sa mạc như những người dân du mục thực thụ.